Dạ. Dạ cũng đang gần đây nè. Để em về liền nè. Dạ. Chuyện gì đó vậy anh? Em ở lại ăn nha. Anh về có công chuyện. Ăn hết đi rồi đi. Trả tiền giùm anh. Ủa? Hả? Cáo mày, lần sau mày còn ly nữa, tao rút luôn cái quán mày, mày biết chưa? Dạ dạ. Nè, anh Chính Trâm, có gì từ từ nói. Mày là thằng chó nào? Hả? Nó là lính của anh Sáu Sẹo, tôi kêu nó về đây bảo kê quán. Ồ, quán mày có bảo kê luôn? Chà, quán mày sang quá, có bảo kê luôn, bảo kê hả mày? Bảo kê. Đánh hết cho tao. Chú, anh Sáu hả? Tụi nó quậy quán tụi anh Sáu rồi. Hay quá Tú ơi, hay quá. Ủa em bị sao vậy? Em bị dính rồi. Tụi nó là tụi nào vậy? Tụi nó là tụi đàn em nó mới nổi đi thôi. Nó tính làm bảo kê quán này á. Mày coi mày đưa nó vô bệnh viện tao có. Dạ, dạ. Lẹ lên đi. Đi anh.